Xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi vấn đề về tư vấn, phối ghép và đặt hàng tất cả các sản phẩm tại cửa hàng của Phụ Kiện Audio, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, 0835318889. Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu test sản phẩm và báo giá đến với toàn thể tất cả các bác và anh em hai mẫu củ loa rời dòng loa mid-bass được bọc khử từ toàn bộ bên ngoài, đường kính 11,5cm và đường kính 14,5cm. Với dòng củ loa rời này thì các bác và anh em có thể sử dụng để độ chế thay thế vào trong thùng loa cũ của chúng ta hoặc là dựng loa gióng loa mới, đặc biệt là dành cho những anh em là hay thích dựng loa gióng loa kiểu loa xách tay. Em thấy là rất nhiều anh em bây giờ là hay mua những cái mạch loa kéo K10 về để tự đóng thùng, tự đóng một cái thùng loa kéo loa xách tay cho riêng mình. Thì những cái mẫu củ loa rời mid-bass này rất là hợp lý để các bác và anh em chúng ta có thể độ chế dựng loa sóng loa. Và đầu tiên là dòng củ loa rời đường kính 11,5cm đây. Như em nhấn mạnh từ video là được bọc khử từ toàn bộ bên ngoài như này. Bọc khử từ toàn bộ bên ngoài, nó không hút sắt một tí nào các bạn nhé. Đã được bọc khử từ rồi, nó không hút sắt. Thả sắt, kích thước sắt này nó rời này, nó không hút sắt một tí nào cả. Và như hãng công bố thì khi mà củ từ được bọc như này thì cái tiếng của nó sẽ sạch sẽ hơn, nó không bị sạn các bác và em nhé. Em mặt đằng sau đây, Pioneer. Model sản phẩm là HTP8801, công suất chịu tải 120W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 90 dB. Là Pioneer rất là đẹp như này, cái khung loa các bác nhé. Cực kỳ là chắc chắn và dày như này. Rất là chắc chắn và dày. Hai phần tai loa đánh dấu âm dương ở đây này, cộng trừ này. Tai to đánh dấu cộng, tai nhỏ đánh dấu trừ. Nhìn ở đây thì các bác và anh em thấy phần nhện loa này rất là đẹp như này. Và cái phần đặc biệt nhất đó chính là cái phần mặt loa. Mặt loa là gân cao su này. Và các bác và anh em nhìn cái cấu tạo cái mặt loa, cái màng loa này rất là đẹp các bác và em ạ. Nhìn nghiêng như này một chút là các bác và anh em đã thấy này, nó lấp lánh này, ánh điện soi vào một chút là lấp lánh này. Mặt loa cấu tạo rất là đặc biệt này. Đẹp như này các bác. Bốn lỗ bắt ốc, đường kính toàn vành là 11,5cm. Đường kính tham khảo để các bác và anh em chúng ta khoét thùng là độ khoảng 10 phân. Các bác và anh em khoét thùng độ khoảng 10 phân là đẹp nhé. Độ khoảng 10 phân, hơn 10 phân một tí. Và nếu như mà khoét thùng thì các bác và anh em chúng ta khoét âm một chút. Khoét âm một chút thì cái này. Ở đây nó có một cái độ khoảng độ dày nhất định này. Các bác và anh em khoét âm xuống. Đó, đặt con loa vào, các bác và anh em bắt vào rất là đẹp. Củ từ phía bên dưới đường kính là 8,5 phân các bác và anh em nhé. Đường kính củ từ phía bên dưới là 8,5 phân. Độ dày là lên tới là 3,5 phân. Đó là rất là chất lượng, được bọc khử từ toàn bộ bên ngoài như này. Chất âm thì sạch sẽ, không có sạn. Dòng loa mid-bass các bác và em nhé. Củ loa rời mid-bass đường kính 11,5cm. Bên này là đường kính 14,5cm. Cũng là mặt gân cao su này. Bốn lỗ bắt ốc này. Nước sơn này, rất là lì các bác nhé. Đấy, các bác và em nhìn này. Cái nước sơn rất là lì này. Em lấy tay em cạo móng tay đây nhé. Các bác và em nghe tiếng là em cạo rất là mạnh này. Cái nước sơn nó rất là đẹp mà họ sơn rất là lì luôn, xử lý bề mặt họ sơn rất là lì. Khung loa ở dưới chắc chắn, nhìn ở đây chúng ta cũng có thể thấy là phần nhện loa này, hai phần tai loa hình dấu âm dương ở đây. Đấy, củ từ nó cũng giống như lòng loa 11,5cm, được bọc khử từ toàn bộ bên ngoài như này, không hút sắt. Đây em để thước sắt như này, tự động rơi xuống mà nó không hút lại một tí nào các bác nhá. Nó không hút sắt, được bọc khử từ toàn bộ bên ngoài rồi. Và con này thì có model là P6608 Pioneer, công suất 100W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 90 dB. Còn đường kính 11,5cm này thì nó có cái công suất chịu đòn lớn hơn, lên tới 120W. Còn đường kính 14,5 này thì nó là 100W. Rất là đẹp như này. Dựng loa, gióng loa hoặc là độ chế thay thế vào trong thùng loa cũ đều được. Đường kính toàn vành là 14,5cm. Nếu như mà các bác và anh em quét thùng mới thì có thể tham khảo kích thước là 12 phân rưỡi. Các bác và anh em quét độ khoảng 12 phân rưỡi, sau đó quét âm xuống một chút. Đấy, sau đó đặt vào bắt ốc rất là đẹp. Củ từ là phía đằng sau, củ từ phía đằng sau là nó cũng là 8,5 phân, độ dày củ từ cũng là 3,5 phân. Đấy, giống như là củ từ của loa đường kính 11,5cm, khác là cái kích thước mặt nó to hơn, kích thước mặt nó to hơn, rất là đẹp như này. Hai mẫu củ loa rời mid-bass để các bác và anh em độ chế thay thế hoặc là dựng loa dòng loa mới. Ngay bây giờ thì em sẽ test nhà để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử
để test là ở môi trường ngoài chưa cho vào trong thùng, hoặc khi mà các bác và anh em về chúng ta thay thế vào trong thùng loa cũ hoặc là độ dựng loa gióng loa mới cho vào trong thùng thì nó sẽ cộng hưởng âm thanh tốt hơn, để tiếng bass nó sẽ uy lực hơn, nó chắc hơn một chút so với việc là em đang test ở môi trường ngoài như này. Hiện tại em test ở môi trường ngoài, chất âm là thực tế là không chưa cho vào thùng các bác và em nhé, chưa cho vào thùng đâu. Và đầu tiên thì em sẽ test loa đường kính 11,5cm trước, sau đó em sẽ chuyển qua đường kính 14,5 sau các bác và em nhé. Đây là loa đường kính 11,5cm này. Cân cao su đàn hồi thì quá là tốt rồi. Giờ sẽ chuyển qua loa chung đường kính 14,5cm các bác và em nhé. Vừa xong thì em đã giới thiệu test sản phẩm rồi, và cuối cùng thì em sẽ báo giá sản phẩm để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo về những cái mẫu sản phẩm củ loa rời mid bass này, đường kính 11,5cm và đường kính 14,5cm được bọc khử từ toàn bộ bên ngoài như này. Có mức giá cho một cặp củ rời đường kính 11,5cm gồm 2 chiếc là 680.000 đồng. Còn đường kính 14,5cm mức giá là 850.000 đồng các bác và em nhé. 680.000 đồng một cặp là đường kính 11,5cm. Còn 850.000 đồng một cặp đường kính là 14,5cm. Toàn bộ mức giá em báo thì đều đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Các bác và anh em nhận hàng, kiểm tra đúng hàng thì các bác và anh em chúng ta mới phải thanh toán tiền. Và mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép trong hệ thống gian âm thanh và trực tiếp đặt hàng tất cả các sản phẩm tại cửa hàng của phụ kiện audio, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, 0835318889. Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.